Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm đào tiên phong thủy được làm từ chất liệu là thạch anh trắng chuẩn hoàn thiên nhiên. Một chất liệu thạch anh trắng mà dòng lại đặc biệt là nó có yêu linh, quý vị nhé, cũng sẽ nhìn kỹ này. Ẩn sâu bên trong có những yêu linh này, xỉ màu xanh này, yêu linh xanh rất là đẹp. Rất sâu trong đá quý vị, yêu linh này rất nguy hiểm. Có những phần yêu linh anh trắng, tác phẩm được đục khá chi tiết. Nguyên bản tự nhiên. Một tác phẩm nguyên khối đào tiên được đục từ dòng thạch anh trắng yêu linh rất chi là đẹp. Điển quý vị thấy độ trong của đá này. Trong thì nó là dòng tinh thể mà, được đục từ dòng tinh thể cho nên là chất đá khá đẹp. Đây không phải đường dạn, đây là cái đường chạy của vân đá quý vị nhé, đường mây của đá. Đây nó là có một cái khối rất kìa lạ này. Điểm lạ, cái điểm mỏ này có một số viên nó những cái điểm như thế này, rất kìa là hay, không hề nứt một chút nào hết. Vị thấy độ thông đèn của đá cực tốt luôn. Mẫu này thì có chiều cao từ đỉnh cao nhất xuống dưới này là 22 cm, bề ngang rộng nhất này là 20 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 5,2 kg, và riêng đá không tác phẩm này nặng là 4,4 kg. Và hiện tác phẩm đầu tiên này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 2.500.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ được để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nếu chưa rõ, chưa tin tưởng thì có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không phải là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Bên tôi giao dịch mua hàng thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Tất cả các đơn hàng bên tôi, khách hàng mà chuyển khoản trước là sẽ bao ship. Còn nếu thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều, cho dù chuyển khoản trước hay thu hộ thì quý vị trước khi nhận hàng cũng kiểm tra hàng cho tôi, xem thứ nhất là hàng gửi đúng theo video cam kết hay không, hàng có vấn đề gì hay không, thì quý vị nếu có thì phản hồi cho tôi ngay để có hướng xử lý. Cho dù chuyển khoản trước, nếu hàng có vấn đề hoặc là do lỗi của bên tôi thì tôi cũng sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền quý vị đã chuyển khoản, không trừ bất kỳ một đồng nào. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất. Và hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả.